Kimochi dùng tiếng Nhật Bản để tán trai Việt mặt cười. Hello. Hello cậu, chào anh chơi chung được không? Ok, vào nhá. Thế cậu có người yêu chưa? Có rồi. Ok. Sao cậu cười? Cậu cười là sao? Mới có thôi. Ok. Bây giờ bạn tên gì nhỉ? Chưa biết tên luôn ấy. Mình tên Thảo. Thế bây giờ Thảo đang làm gì nhỉ? Mình hả? Mình làm cô giáo bạn ơi. Giáo viên hả? Ừ, cô giáo Thảo. Ê, sao cậu lại cười? Đùa thật đấy. Ok. Đùa thật đấy. Mình làm cô giáo Thảo mà. Thật, cô giáo thật. Tên Thảo luôn. Ừ. Ủa có gì bận, nghẹt gì nè cậu? Tại vì mọi người hay trêu là cô giáo Thảo ấy là cùng nghề với cả mẹ tớ rồi. Thế á, hợp thế nào? Hợp hay không thì chưa biết nhá. Sao không hợp? Mình thấy hợp mà. Cái mẹ chồng làm cô giáo, con dâu làm cô giáo hợp quá còn gì. Đâu, chưa gì là mẹ chồng rồi. Thế cậu không thích hả? Ok cậu. Sao dạy mấy đứa nhỏ như nào? Đúng rồi, cậu mình dạy tiếng Việt. Xem tới như là mấy đứa học cấp 1 đi, rồi tiểu học đi. Cô giáo dạy em. Thế bây giờ cậu muốn học cái gì? Học tiếng Việt đó. Mình quen dạy mấy đứa mà, mình không có quen dạy người lớn. Không, tớ là học sinh cấp 1 mà. Bây giờ muốn đọc lại bằng chữ cái. Thế vậy tiếng Nhật được không? Tiếng Nhật hả? Cậu có muốn nghe thật không? Nghe chứ. Cậu phép đúng không? Nhưng mà cái đó sai. Ui bu à? Yếu yếu. Không, tớ chỉ biết khỏe thôi, không biết yếu yếu. Ok, cậu thử nói yếu yếu tớ xem nào. Yếu yếu.